Thưa quý vị, thời gian qua, ngành cơ khí Đà Nẵng vẫn không ngừng phát triển, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn còn bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những khó khăn nhất của ngành là thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh. Với doanh nghiệp bình thường, việc không có mặt bằng sản xuất đã là bài toán nan giải, thì với doanh nghiệp cơ khí, vấn đề thiếu mặt bằng sản xuất càng được đặt ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn UNI Phương Quân là doanh nghiệp chuyên gia công chế tạo máy móc thiết bị cơ khí tự động hóa, là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phụ trợ, một lĩnh vực được chính phủ và thành phố Đà Nẵng ưu tiên phát triển với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi. Thế nhưng, đã 13 năm đi vào hoạt động, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa có mặt bằng sản xuất, phải đi thuê lại đất của một đơn vị khác tại khu công nghiệp Hòa Khánh với giá hơn 1 tỷ đồng một năm. Đây là số tiền khá lớn đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ, song điều quan trọng hơn, doanh nghiệp này không dám mở rộng sản xuất kinh doanh vì chưa có mặt bằng sản xuất ổn định. Hiện tại doanh nghiệp mình là cũng thành lập được 13 năm trên doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng mình. Thì hiện tại có khó khăn của doanh nghiệp cơ khí, nói chung và những doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng thì đang khó khăn về mặt bằng sản xuất. Hiện tại các doanh nghiệp đa số là đi thuê mặt bằng, nhưng mà hiện tại đi thuê mặt bằng trong khu công nghiệp thì giá trị rất là cao. Nó khiến dẫn tới là cái doanh thu của doanh nghiệp nó giảm xuống. Nên là cũng mong muốn thành phố Đà Nẵng mình có một cái chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có được một cái mặt bằng sản xuất ổn định trên các cái cụm công nghiệp vừa và nhỏ để doanh nghiệp yên tâm sản xuất và đầu tư. Còn đây là mặt bằng sản xuất của công ty Azure Green, nằm trên quốc lộ 1A, khu vực Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, chuyên sản xuất kinh doanh vật tư cho ngành thông gió. Do không tìm thuê được mặt bằng trong khu công nghiệp, nên doanh nghiệp này phải thuê đất bên ngoài của người dân với diện tích 3.000m², giá thuê 1,2 tỷ đồng một năm. Hợp đồng thuê 5 năm một lần, do chỉ được thuê trong ngắn hạn, nên doanh nghiệp không thể đầu tư máy móc, cơ sở vật chất, mở rộng quy mô, thiếu mặt bằng sản xuất khiến doanh nghiệp mất đi những cơ hội để mở rộng quy mô nhà xưởng, xây dựng chiến lược phát triển. Hàng tháng chúng tôi phải đóng chi phí trên 100 triệu và câu chuyện này chúng tôi chỉ thuê được ngắn hạn trong khoảng thời gian 5 năm một lần và tới tại thời điểm này ấy, thì cái thời gian gần hết hạn hợp đồng chúng tôi cũng cần kê thì chúng tôi đang thương thảo với là các nhà đầu tư và các đơn vị cho thuê để tiếp tục thuê những năm tiếp theo. Cho nên là chúng tôi mong muốn có được một cái mặt bằng mới ổn định sản xuất và có tính lâu dài để cho doanh nghiệp có thể là vừa đầu tư về máy móc, cơ sở vật chất và mạnh dạn hơn trong các cái công tác đổi mới cho doanh nghiệp của mình. Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng cho biết do máy móc thiết bị cồng kềnh nên doanh nghiệp cơ khí luôn cần một diện tích đủ lớn để sản xuất. Và do đặc thù của mình, doanh nghiệp cơ khí cũng khó có thể sản xuất trong khu dân cư vì gây ra tiếng ồn. Trong khi đó, quỹ đất sạch cho thuê trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng không còn nhiều, nên doanh nghiệp cơ khí khó tìm mặt bằng sản xuất trong các khu công nghiệp. Và theo thống kê của hội, hiện có khoảng 30% doanh nghiệp chưa có mặt bằng sản xuất kinh doanh. Hiện nay thì thành phố cũng đã có cái chủ trương là thành lập các cụm công nghiệp mà lâu lắm rồi, doanh nghiệp chờ mà chưa đến với doanh nghiệp. Thì cơ khí hiện nay có 30% doanh nghiệp chưa có mặt bằng. Cho nên là đề nghị với thành phố quan tâm để doanh nghiệp có mặt bằng. Mà khi có mặt bằng rồi á, thì là hầu đó doanh nghiệp mới dám đầu tư thiết bị hiện đại để mà sản xuất kinh doanh tốt hơn. Đó. Và ngoài mặt bằng ra thì cũng đề nghị thành phố là quan tâm hỗ trợ vốn vay để doanh nghiệp đầu tư thiết bị hiện đại. Vốn vay để phát triển sản xuất. Có như vậy thì ngành cơ khí Đà Nẵng mới phát triển được. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, nền tảng kinh tế và công nghiệp của Việt Nam là ngành chế tạo, trong đó ngành công nghiệp cơ khí là trọng tâm, thiết yếu và có thể tạo ra giá trị gia tăng cao. Tại Đà Nẵng, ngành cơ khí đã có sự đóng góp nhất định vào sự phát triển của thành phố và còn nhiều tiềm năng để phát triển. Các sản phẩm chính của ngành bao gồm máy móc, thiết bị, chi tiết máy, phụ tùng ô tô, xe máy, động cơ và các sản phẩm cơ khí khác. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp cơ khí ở Đà Nẵng đều có quy mô nhỏ, gặp nhiều khó khăn về thị trường, đơn hàng và nhất là mặt bằng sản xuất. Để thúc đẩy sự phát triển của ngành, thành phố cần có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn, nhất là nhanh chóng tạo quỹ đất để bố trí cho doanh nghiệp. Không thể để doanh nghiệp chậm lớn vì khó tiếp cận môi trường sản xuất ổn định.